Mark One số 1 về Mark. Chào các bạn, mình là Phở. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mark One Channel. Và ngày hôm nay đây, trên bàn mình đang có là một em MacBook Air 11 inch, một sản phẩm laptop nhỏ gọn và có giá rẻ nhất của nhà Táo Khuyết. Các bạn có tin được không, một sản phẩm đến từ Apple nhưng lại chỉ với mức giá là 13 triệu đồng là một mức giá khá là phù hợp với các bạn sinh viên hiện nay. Vậy 13 triệu đồng thì chúng ta có được những gì, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem nhé. Thứ nhất đó chính là một chiếc laptop đến từ thương hiệu quả táo cắn dở. Nhưng mà tuy nhiên các bạn không chỉ có mỗi thương hiệu đâu, các bạn sẽ có được một thiết kế và chất liệu vô cùng là đẳng cấp. Chúng ta sẽ có bộ vỏ của máy được làm từ kim loại rất sang trọng và bền bỉ theo thời gian. Thường thì những sản phẩm laptop tầm giá này thường được làm bằng nhựa. Không chỉ có vậy, chiếc MacBook Air này còn có thân hình siêu mỏng, quyến rũ lạ thường với trọng lượng là 1,08kg và chỉ mỏng 17mm thôi. Mình có thể cầm nắm chiếc máy này một cách rất là dễ dàng. Các chi tiết trên máy được hoàn thiện một cách rất tinh xảo và đậm chất Apple. Và có lẽ đây chính là sản phẩm laptop 13 triệu đẹp và cao cấp nhất. Đến điều thứ hai, điểm đáng chú ý thứ hai đó chính là về cấu hình. Khi mà mình so sánh em MacBook này với cả em MacBook Air 12 inch tầm giá là 20 triệu thì mình sẽ cảm thấy là em MacBook Air 11 inch này có cấu hình tốt hơn vì nó sử dụng vi xử lý Core i5 Haswell. Nếu so với Core M trên MacBook 12 thì thực sự là chiếc máy này có cấu hình mạnh mẽ hơn rất nhiều và giá lại rẻ hơn. Một số các thông số khác như là máy sẽ có RAM là 4GB, bộ nhớ trong là 128GB, sử dụng ổ SSD tốc độ cao và có thể nâng cấp. Nếu so sánh các máy tính Win cùng tầm giá thì ổ SSD sẽ ít dung lượng lưu trữ hơn, nhưng các bạn sẽ có một tốc độ khởi động máy và copy file ấn tượng hơn. Và điều thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn là mình cũng là sinh viên cho nên mình rất là đề cao cái tính tiện dụng khi mà sử dụng laptop. Với chiếc MacBook Air 11 inch này thì chúng ta có đầy đủ các cổng kết nối như USB-A, Thunderbolt, jack cắm tai nghe, cổng sạc. Và các bạn sẽ không phải mua thêm cổng chuyển như ở trên MacBook 12 inch nữa. Đồng thời xét về tính nhỏ gọn, dễ di chuyển thì chiếc MacBook Air 11 inch này cũng không hề kém cạnh. Chỉ mỗi tội là màn hình của chiếc máy này nhỏ hơn 1 inch và không nét bằng so với MacBook 12 inch thôi. Và điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn là những trải nghiệm trên sản phẩm này. Đầu tiên là về bàn phím này, thì gõ rất là thích, hành trình phím vừa phải, trackpad rất mượt và nhạy. Khi mình thao tác như là chạm vào màn hình cảm ứng của iPhone và iPad vậy. Pin của máy cũng khá là ok, trong tầm giá 12 triệu thì mình có thể sử dụng được máy này trong vòng 5 tiếng. Vừa rồi là tất cả những chia sẻ và trải nghiệm của mình về em MacBook Air 11 inch này. Và mình cảm thấy đây là một chiếc laptop khá là ổn dành cho các bạn sinh viên mà những ai mà yêu thích sản phẩm laptop đến từ nhà Apple mà lại không đòi hỏi cái mức kinh phí nó quá là cao. Video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy nó bổ ích thì hãy share cho mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.